Đây là một nhà tù ở Na Uy, nơi giam giữ Anne the Private, kẻ giết người hàng loạt từng thảm sát 77 người năm 2011. Cần nhắc lại Private, một kẻ cực đoan cực hữu, đã giết chết 77 người trong một vụ thảm sát trong thời bình tồi tệ nhất ở Na Uy năm 2011. Hắn giết 8 người bằng một chiếc xe bom tại Oslo và sau đó xả súng giết chết 69 người khác, chủ yếu là thiếu niên. Tòa án đã đưa ra mức án tối đa của Na Uy là 21 năm cho tội ác của Private. Bản án có thể kéo dài vô thời hạn nếu anh ta bị coi là một mối đe dọa tiếp tục với xã hội. Thế nhưng gần đây, Private đã nộp đơn kiện chính phủ với cáo buộc vi phạm nhân quyền vì cho rằng mình đã bị cô lập nghiêm trọng khi thực hiện bản án tù 21 năm. Luật sư của Private nói, anh ta không được giao tiếp với tù nhân hay người nào khác trừ nhân viên bảo vệ. Sự cô lập khiến Private có ý định tự tử và phụ thuộc vào thuốc chống trầm cảm. Lời luật sư của Private dễ dàng khiến cho chúng ta liên tưởng đến những nhà tù biệt lập của Trung Quốc hoặc các trại tập trung Tân Cương, hoặc là các bệnh viện dã chiến container cách ly bệnh nhân Covid ở Trung Quốc. Thế nhưng khác với những hình ảnh phòng giam chật chội, tăm tối chúng ta thường thấy, nơi đây có TV, máy tính, nhà bếp, phòng tắm, phòng tập thể dục riêng, thậm chí còn có chỗ đọc sách báo, học đại học trong tù. Anh ta còn được nuôi 3 con vẹt đuôi dài làm thú cưng và để chúng bay tự do trong khu vực. Còn nhà nước Na Uy thì cho rằng Private vẫn muốn truyền bá tư tưởng không tốt cho những người khác và hắn phải bị cách ly với các tù nhân cũng như thế giới bên ngoài. Hơn nữa, sự cô lập cũng không tuyệt đối vì anh ta có liên hệ với các lính canh, một linh mục, các chuyên gia y tế và gần đây là một tình nguyện viên bên ngoài. Anh ta cũng gặp 2 tù nhân 1 giờ mỗi tuần. Private thậm chí còn được phép gửi, nhận thư, mặc dù nhiều thư sẽ bị kiểm duyệt nếu cảm thấy chúng có thể kích động tội ác. So sánh một cách dễ hiểu thì điều kiện giam giữ của Private thậm chí còn tốt hơn nhà tù Tân Thành. Đây là nơi giam giữ những quan chức cấp cao của Trung Quốc, ví dụ như Tăng Khánh Hồng, Bạc Hy Lai, Giang Thanh, vợ của Mao Trạch Đông. Được biết, Private được coi là nguồn cảm hứng của Brenton Tarrant, kẻ đã giết chết 51 người tại 2 nhà thờ Hồi giáo ở New Zealand vào năm 2019. Private đã bị kết án 21 năm tù với điều khoản cho phép giam giữ vô thời hạn nếu anh ta vẫn bị coi là mối nguy hiểm. Nhà tù với điều kiện sống như thế này có thực sự phù hợp với một gã giết người hàng loạt đã giết chết 77 người? Đây là con số thương vong gần tương đương với số người chết trong thảm họa động đất mạnh 7,9 độ Richter ở khu vực phía nam Thổ Nhĩ Kỳ xảy ra gần đây vào năm 2023. Bản án khá nhẹ và trại giam tiện nghi dành cho Private là điều bình thường tại Na Uy. Quốc gia này tập trung vào việc phục hồi nhân phẩm hơn là trừng phạt. Bản án dành cho tội phạm thường ngắn, 90% trong số đó chỉ dưới 1 năm và tù nhân thường có điều kiện sống khá thoải mái. Trong nhà tù an ninh cẩn mật Holden, các tù nhân còn được làm việc với giao bếp và chơi guitar trong phòng nhạc. Sự việc này sau khi đăng tải lên mạng đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Có người bình luận, nhà tù đó trông còn đẹp hơn nhà tôi. Người này ở tù hay là ở khách sạn miễn phí vậy trời? Suốt ngày ở trong khách sạn thế này thì làm sao mà giác ngộ được tội ác? Có lẽ phải xuống âm phủ để Diêm Vương phán xét người này mới giác ngộ được tội ác của mình. Thế giới luôn có những điều làm ta phải ngạc nhiên. Vậy theo bạn, các nhà tù của quốc gia Na Uy có khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi khi phạm tội? Hãy để lại bình luận bên dưới về ý kiến của mình nhé!